Chiều ngày 30 tháng 7, tỉnh Bình Định tổ chức lễ xuất quân đưa 32 y bác sĩ tại 5 bệnh viện của địa phương lên đường nhận nhiệm vụ hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương chống dịch COVID-19. Trong đó, Bình Định phân công 5 bác sĩ, 9 điều dưỡng trực tiếp tham gia công tác chống dịch, điều trị bệnh nhân COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh. Số còn lại tham gia chống dịch tại tỉnh Bình Dương. Bác sĩ Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Định nhấn mạnh, các thành viên của đoàn y bác sĩ vào tuyến đầu thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương chống dịch phải xác định rõ rằng đây là trách nhiệm, nghĩa vụ hết sức lớn lao tham gia vào công tác chống dịch COVID-19, chứ không phải đi chi viện hay hỗ trợ. Thay mặt Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định, ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định đã ghi nhận, biểu dương tinh thần xung phong tình nguyện đến tuyến đầu chống dịch của 32 thành viên trong đoàn. Qua đây, giao nhiệm vụ các thành viên trong đoàn cần phải đoàn kết, sẵn sàng nhận nhiệm vụ chống dịch do ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương giao phó. Tại buổi lễ, bác sĩ trẻ Dương Minh Trí, bác sĩ đa khoa, khoa ngoại thần kinh cột sống, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định chia sẻ rằng, anh rất vinh dự vì lãnh đạo tỉnh, Sở Y tế tỉnh đã quan tâm bằng việc tổ chức buổi lễ ra quân rất tình cảm.